Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng function và các bạn thấy nó sử dụng rất là dễ dàng đúng không? Tạo nó rất là linh hoạt sử dụng nó. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trigger để mà can thiệp vào từng cái sự kiện insert, update hoặc là delete trong table. Bài toán chúng ta đặt ra là giả sử bây giờ mỗi lần mở bảng của các bạn mà có sự thay đổi dữ liệu, các bạn muốn kiểm tra coi dữ liệu nó có đúng hay không, nó có đảm bảo hay không. Nếu dữ liệu đảm bảo thì chúng ta mới bắt đầu thực hiện cho dữ liệu insert vào, hoặc chúng ta rollback nó ngược lại à, hoặc là từ cái dữ liệu mà người ta insert nó vào, chúng ta sẽ tạo ra một cái bản mới hoặc là xử lý thông tin mới. Tóm lại, chúng ta cần bắt được cả thông tin, cái sự kiện mà thay đổi dữ liệu, thông tin dữ liệu của bạn, và từ đó chúng ta đưa ra những cái phương hướng giải quyết. Thì để làm được điều đó, chúng ta sẽ sử dụng trigger. Rồi, trigger nha. Trigger sẽ được gọi mỗi khi có thao tác với bạn có thao tác với bạn, select thì không có nha, ví dụ truy vấn thì không có nha, nhưng mà thao tác thay đổi thông tin bảng, thao tác thay đổi thông tin bảng chưa. Rồi thì nó là như thế nào, mình sẽ làm một cái bảng, mình sẽ làm một cái trigger, mình sử dụng nó rồi các bạn sẽ nắm ngay ha. Thì để mà tạo một cái trigger, chúng ta sẽ có cái cấu trúc là create trigger, tên của trigger là user trigger đúng không? Và ở đây giả sử mình muốn bắt được sự kiện insert dữ liệu vào bảng giáo viên đúng không? Thì mình đặt tên như thế này để gợi nhớ cho dễ xài. Trên bảng nào? Trên bảng giáo viên đúng không? Tạo cái trigger có tên là user trigger insert giáo viên, dựa trên bảng giáo viên cho sự kiện insert, không? Chỉ insert thôi, rồi sau đó s begin end. Ok, đó, đó là các bạn nắm liền đúng không? Thì cho nên các bạn có thể xử lý. Và chúng ta sẽ có lưu ý rằng, tôi thêm hai cái lưu ý các bạn nữa. Trong cái trigger này chúng ta mặc nhiên sẽ có thêm hai bảng, một bảng là inserted và bảng thứ hai là deleted. Cái bảng inserted này tác dụng của nó là chứa những trường đã insert vào bảng, và insert ở đây có nghĩa là cả update nữa nha, cả update nữa nha. Tại vì khi các bạn update cũng giống như các bạn insert dữ liệu vậy, nghĩa là người ta đưa chung thành là inserted chứ không phải là updated. Ok, đó. Và deleted là chứa những trường bị xóa khỏi bảng, đã bị xóa nha, nhớ nha, đã bị xóa nha, chứa những trường đã insert, đã update, đã bị xóa. Ok, đó, nên mới có hai bảng là inserted và deleted, chỉ có trong trigger mới có thôi. Thì hai bảng này chứa những thông tin đó, giả sử bây giờ mình mong muốn là mình xóa cái bảng xóa hai trường giáo viên ở bên trong bảng giáo viên, thì cái bảng deleted này sẽ chứa hai trường đó. Bảng giáo viên không còn hai trường đó, nhưng deleted này còn, deleted này chứa hai trường đó, để các bạn có thể nắm được thông tin đó các bạn xử lý. Đôi khi các bạn thấy ồ này không được, không xóa được nó đâu, các bạn đẩy nó ngược về lại, thành ra bảng giáo viên không bị mất. Các bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó với trigger. Rồi đây là cấu trúc của trigger, rất là đơn giản thôi. Create tạo ra một cái trigger có tên là user control trigger insert giáo viên, trên các bạn giáo viên cho sự kiện insert. Nếu các bạn muốn có nhiều sự kiện vào, các bạn có thể là update chẳng hạn. Được luôn. Dạ. Yeah. Các bạn cứ thêm dấu sẹt hoặc này nữa. Mình nhầm không? Đó, mình thêm dấu phẩy thôi nha, mình nhầm. Thêm dấu phẩy vào. Ok. Thế đây giả sử mình kiểm tra dữ liệu. Mình kiểm tra dữ liệu mình print ra, mình muốn print ra. Print cái giá trị mà cái thông tin mà giáo viên đã insert vào hoặc là update á. Thì làm sao? Là sao? Một á là mình có thể tạo một function hoặc là store. Function thì cái function này cái tác dụng đó là với mỗi cái thông tin giáo viên đưa vào mình sẽ in cái tên giáo viên ra vậy như vậy được không? Được. Nếu mà dùng cursor thì nó phiền quá, cho nên thành ra mình sẽ tạo một cái function. Rồi, mình sẽ tạo function thì đây có cái function tác dụng là như vậy. Create điện thể ôm lại bài trước luôn. Function là user function. User function gì? Bring name. Được không? Bring name chỉ đơn giản là bring một cái string nào đó thôi chứ không gì đâu. Bring name thì mình sẽ truyền vào là một cái name n và cha chắc là cho chăm. Vậy
Rồi anh nhớ return nó có return gì không, return giá trị gì không được đó. Return giá trị bất kỳ không quan trọng, mình sẽ return cho sẽ return in as begin end go. Các bạn nhớ cứ theo cái go một cái để đảm bảo là mỗi lần các bạn thực hiện xong là nó đúng. Rồi ở đây mình sẽ làm gì, bring cái name ra vậy thôi, return đại cái một rồi xong hết lỗi. Mình đã có function để mình xài à. Nhưng mà có cái vấn đề đó là cái thằng bring này nè nó không được xài ở bên trong cái function à, không được sử dụng bring ở bên trong function, đau chưa, ta đã cũng thua. Vậy thì mình đâu có thể nào mà mình bring ra được đúng không. Vậy bây giờ xài một cái store structure à, vậy là phải sử dụng cơ sở, phải sử dụng cơ sở thôi mà không muốn xài cơ sở đâu, hơi phiền đúng không, nhưng vẫn xài được rõ đó, luyện luôn đó. Hồi nãy mình đã có cái thao tác về function cho các bạn nắm ha, nhưng mà các bạn thấy xài không được. Bây giờ mình thử cái dĩa đơn giản trước đi, cái kia sẽ là một bài tập sau đi ha. Thì bây giờ với cái dữ liệu insert vào á, có thể làm gì đó ha. A, cái người ta hay làm với nó nhất là người ta kiểm tra dữ liệu, sau đó người ta roll back về với trường hợp không phù hợp. Tức là người ta kiểm tra coi giáo viên này nó như thế nào đó, nếu như nó ok, nó thỏa mãn dữ liệu, nó thỏa mãn cái điều kiện của ta thì người ta cho cái trường hợp insert này ok, thành công. Nhưng với trường hợp insert và nó không thỏa mãn, như là giáo viên quá lớn tuổi hoặc là lương quá thấp hay là sao 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 đó, thì họ sẽ có một cái lệnh gọi là rollback, rollback transaction á. Transaction này mình sẽ hướng dẫn ở bài sau. Thì tất cả những cái thao tác trên cái trigger hoặc là thao tác insert delete mà gọi cái trigger này lên sẽ được trả ngược về, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ok, các bạn hiểu ý không? Rồi bây giờ giả sử ở đây mình note lại ra nha, mình tạo cái trigger này nha. Lỗi là do bởi vì không có cái dòng lệnh gì ở trong hết á, không có dòng lệnh gì ở trong hết. Sẽ mình ring thử, ring trigger, đó là thành công. Rồi bây giờ mình thử nè, insert vào giáo viên, mình sẽ insert vào giáo viên với mã giáo viên, giả sử mã giáo viên là mình cho là 999 chẳng hạn, giả sử giáo viên 999, không biết là giáo viên có bao nhiêu người, để select thử, không dữ liệu nó sai, giáo viên mới có 10 người vậy thì insert 01 cho rồi, 011 chưa, họ tên nè, giáo viên mới nè, lương là nhiều, phái là nhiều, phái nam. Viết đây địa chỉ, giáo viên chị có không, chủ nhiệm có để nôn, nếu không có để nôn thì nó là khóa ngoại. Rồi mã bộ môn, mã bộ môn sẽ là gì ta, bộ môn là công nghệ thông tin có à, có ô sao lại không có. Mã bộ môn không có ai là công nghệ thông tin hết vậy, vô lý vậy. Chắc là khoa, chắc là mã khoa rồi, thì hệ thống thông tin hoặc là mã máy tính, mã máy tính đây. Rồi ok, mình sẽ insert dữ liệu vào F5. Bạn thấy cái chữ trigger được chạy không? Có nghĩa là nó đi vào cái hàm này nè. Bạn thấy không? Nó tự động đi vào hàm này. Và đây chính là cái thứ mà chúng ta sẽ học, chúng ta tập trung vào trong bài này. Đó là trigger đó. Một dòng thực thi nè. Nhưng nó, các bạn để ý nè, cái chữ trigger này thực hiện trước cái dòng này. Có nghĩa nó đi vào đây trước, rồi nó mới bắt đầu thực hiện insert. Các bạn hiểu ý không? Rồi bây giờ chúng ta thử select lại. Thử select lại xem có gì ở đây. 11 trường đúng không? Rồi bây giờ giả sử mình cũng y chang này, nhưng mình lên 12, tức là giáo viên tiếp theo đó. Ở trong đây mình không để chữ bring trigger nữa à, bây giờ giả sử mình để bring trigger 2, mình để rollback transaction, thêm cái dòng này vô, mình sẽ sửa cái trigger này lại là dùng enter, giống như function và store thôi. Em làm cái sửa được trigger rồi đó. Bây giờ mình thử insert nha. Nó ghi nè, trigger 2 nó chạy nè, bạn thấy không? Nó chạy trigger 2 rất là vô rồi. Nhưng nó ghi tiếp tục nè, the transaction ended with the trigger, the batch has been abort. Có nghĩa là cái phiên làm việc này, hay gọi là transaction, nó giống như phiên giao dịch, cái phiên làm việc nó đã bị kết thúc ở trong cái trigger. Nó thông báo luôn là nó đã chạy vào trigger, và trigger đã kết thúc cái phiên làm việc này. Và cái xử lý này đã bị hủy bỏ bởi vì cái dòng rollback transaction này. Vậy thì bạn có thể tận dụng cái dòng này để mỗi khi á, mà giả sử các bạn kiểm tra dữ liệu bên trong đó mà nó không có phù hợp với mong muốn của các bạn,
với cái nghiệp vụ của các bạn, thì các bạn gọi dòng này ra. Được không? Là nó sẽ không có gì thay đổi cả, và bạn select thử nữa. Giáo viên vẫn là 11 người. 11 người không có sự thay đổi gì hết. Ok. Đó. Đó là trong roadmap transaction. Ha, lưu ý ha. Hủy bỏ. Thay đổi. Ok. Đây, hiện tại các bạn đang sử dụng insert ở đây. Ok. Và đây là trigger thứ nhất. Trigger thứ nhất và đó là ví dụ thôi. Ví dụ cho bạn thôi. Bây giờ mình sẽ qua trường hợp thứ hai, sử dụng trigger phức tạp hơn. Được không? Trường hợp thứ hai sử dụng trigger phức tạp hơn. Mình sẽ ghi cái thông tin nó như thế nào. Rồi, giả sử mình có một cái yêu cầu như thế này. Yêu cầu như thế này. Bắt sự kiện. Không cho phép xóa thông tin ha. Không cho phép xóa thông tin của giáo viên có mã A, của giáo viên có tuổi lớn hơn 40. Tức là khi mà bạn xóa bất kỳ giáo viên nào không cần biết, nhưng mà không được phép xóa người lớn tuổi hơn 40. Vậy thì thay vì là chúng ta quản lý cái nghiệp vụ này phía tầng client thì chúng ta quản lý ngay trong trigger này luôn, để đảm bảo cái chuyện là không bao giờ có sự thay đổi, sự sai dữ liệu đó. Tại vì á, khi mà các bạn quản lý như là các bạn tạo một store structure gọi là update, và trong đó các bạn quản lý là nếu như cái số mà thay đổi đó là 40 thì không cho phép, đúng không? Thì cái store đó nó vẫn có thể qua mặt được, nó thay đổi giá trị của nó được. Nhưng với cái trigger này các bạn không thể, trừ khi các bạn xóa trigger này đi thôi. Trừ khi bạn xóa trigger đi, còn nếu không, bất cứ thay đổi gì cập nhật lên bảng là đều phải thông qua thằng này. Mà thông qua thằng này nó không cho phép thì bạn không thể đụng chạm gì được hết. Được chưa? Đây giống như là cái bước cuối cùng vậy đó. Kế cuối thôi, còn có chuyện sai dữ liệu nữa thì không nói nhưng mà coi như là bước cuối cùng. Ok. Đó. Phòng tuyến cuối cùng cho cái cơ sở dữ liệu của bạn. Và bây giờ mình sẽ thực hiện câu này. Ok. Create trigger. User trigger. Tên là gì đây? About older than 40, thấy không? Rồi, trên bảng gì? Trên bảng giáo viên. Cho cái sự kiện là delete, tức là khi mà người ta delete thì mới có sự cập nhật, đúng không? Thì cái này khi mà các bạn, nếu mà các bạn được học trên trường á, thì giáo viên sẽ nói là yêu cầu các bạn phải xác định bảng phạm vi của nó. Tức là cái trigger này, cái cập nhật thông tin này nó sẽ ảnh hưởng tới những bảng nào. Tức là giả sử khi các bạn cập nhật thông tin của bảng giáo viên, nó sẽ ảnh hưởng tới bảng nào và nó ảnh hưởng ít đây, delete hay là insert. Tại vì các bạn không nghĩ, đừng có nghĩ là cái thông thay đổi thông tin nó chỉ có ảnh hưởng trên một bảng. Tham chiếu thì sao? Khóa chính, khóa ngoại, nó sự thay đổi của khóa ngoại thì sao? Thì bảng kia cũng sẽ bị thay đổi theo, đúng không? Nên chúng ta phải xác định được bảng phạm vi. Đó. Thì cái này mình không đi sâu vào cái chuyện đó. Các bạn tự làm cái chuyện đó, hoặc các bạn suy nghĩ tới thì các bạn biết liền. Bây giờ các bạn thay đổi thông tin của giáo viên, vậy thì bảng nào sẽ thay đổi? Bất cứ bảng nào tham chiếu tới giáo viên đều có sự thay đổi ha. Nếu bạn xóa giáo viên đi thì những cái bảng kia phải làm gì? Phải xóa nó trước, đúng không? Rồi giả sử lớp học, bây giờ lớp học và học sinh hai cái mối quan hệ đó. Bây giờ một cái lớp học là số lượng á, số lượng lớp học là 40, hiện tại số học sinh là cũng 40 luôn. Bây giờ bạn thêm một học sinh vào trong lớp học, vậy có sự ảnh hưởng gì xảy ra với hai bạn đó? Có phải là nó vượt ra ngưỡng chứa của cái lớp học đó không? Đúng chưa? Đó. Thì chúng ta cứ suy luận thôi là nó sẽ ra được thôi, chứ cơ sở dữ liệu thì không hề khó, chỉ là các bạn có chịu suy nghĩ hay không thôi. Nó hơi nhức đầu nhưng nó không khó. Rồi, ok, tiếp tục viết ha. Thì dựa vào cái thông tin, cái bảng mà người ta xóa, cái dữ liệu, cái trường người ta xóa, mình sẽ xác định coi là thông tin này nè, là nó có đúng không? Là mình kiểm tra coi trong đây á, cái tuổi có ai là hơn 40 hay không, đúng không? Thì kiểm tra làm sao ta? Làm sao để xác định là trong cái bảng đó có cái tuổi nào lớn hơn 40 không? Các bạn làm sao? Thử ha. Declare. Theo. In. Không. Rồi. Nếu như count. Nếu như count mà lớn hơn không thì rollback transaction. Tức là từ từ nha, mình chưa có biết cái đoạn xử lý đâu, mình mới đưa ra điều kiện của mình thôi. Cái này là cái cắt code hay của mình. Cái cao này, cái biến này sẽ là đếm số lượng những người
mà có tuổi lớn hơn 40 mà bị xóa đi. Thì nó kiểm tra nếu số lượng này lớn hơn không thì sẽ hủy bỏ cái transaction, hủy bỏ phiên giao dịch này, phiên làm việc này. Rồi lấy được cái count là làm cách nào? Select count bằng count sao form deleted nha, bảng deleted, đúng không? Khi mà year của get day của ngày hôm nay nè trừ đi year của phải có ngày sinh không? À, và nó là sao? Lớn hơn 40. Đúng chưa? Tức là lấy ra tất cả những người trong bảng deleted mà có tuổi lớn hơn 40. À, lấy ra số lượng đó. Vậy thôi. Chạy nè. À, vậy thì ở đây trước khi mình run back mình sẽ có cái thông báo nào đó, tạm cho quên. Begin. Mình sẽ có thông báo cho tao biết là a không có được, không có được là như vậy. Print không được xóa người hơn 40 tuổi. Dạ. Đó. Còn nó không thì thôi, không thông báo gì hết. Rồi. Chạy cái này. Rồi bây giờ mình xóa ha, bây giờ mình sẽ tìm tìm một giáo viên nào đó mà tuổi còn 40, mình xóa chính xác cái đó luôn. À, giáo viên. Cái này là các bạn hoàn toàn chơi được với là số lượng n như n cái dòng bị xóa luôn chứ không phải chỉ một dòng, như ở đây mình xóa một dòng thôi nha. Delete giáo viên. Khi mà mã giáo viên bằng như đây, người nào trên 40 tuổi đây, cái này chắc chắn trên 40 tuổi nè, 002 nè. Dạ, để thử nè. Thông báo liền. Thông báo liền nó nói gì đây? Oh, the delete statement conflict with the reference content. La 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 la. À rồi quên mất. Trước khi vào trigger nó bị dính trước cái tham chiếu. Đó là bởi vì có nhiều bạn khác đang tham chiếu tới thằng này. Bạn xóa nó không chịu. Cũng là một dạng ràng buộc dữ liệu ha. Mình xem thử. Vậy bây giờ thay vì là hơn 40 đi ha. Thay vì hơn 40 thì bây giờ mình kiếm người nào mà nhỏ hơn đi. Nhỏ hơn 1 tuổi. Chẳng hạn tại vì mình có cái thằng này nè. Này là sinh ra ngày hôm nay nè. À, bây giờ sẽ enter cái trigger này sửa. Để khỏi bị trùng dữ liệu á, khỏi bị ràng buộc dữ liệu, từ khỏi bị lỗi dữ liệu từ cái tham chiếu á. Vậy thôi chứ đâu gì đó. Chủ là để có cái ví dụ cho các bạn thôi. À, thì cái này sẽ là 011. À, thì nếu như cái người này mà tuổi nhỏ hơn 1 à là sẽ có đúng không? Nói nè, không được xóa người lớn hơn 40 tuổi. À cái này hồi nãy mình quên sửa chữ thôi. Đúng không? Lẽ ra là không được xóa người nhỏ hơn 1 tuổi. Đó, và cái trigger không thành công. Và khi các bạn truy vấn lại các bạn sẽ thấy nó vẫn nằm đây. Chưa? Nhưng nếu như bây giờ mình xóa một ai đó mà nó không có dính dáng gì hết à, xóa một ai đó mà nó không có dính dáng gì tới mấy cái bảng khác là chắc chắn là sẽ xóa được. Chắc luôn à, hoặc là mình sẽ insert thêm một cái dữ liệu. Lười quá. Mình sẽ insert vào giáo viên à, giáo viên là 012. Rồi, giáo viên là 012, họ tên là la 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 gì đó không care. Phải là nam luôn cho lẹ. Get day à, get day thì mình nghĩ như này là sao tuổi nó lớn hơn là 1 thì sẽ là 1.4 đi ha. À, 0419 cũng như vậy. Đây là null. Cái này sẽ là để mạng máy tính đi, anh em có mạng tính. Rồi. Ồ, trigger 2, trigger 2 nó không chịu. Mình quên xóa cái trigger 2 rồi thành ra là nó không chịu. Ok. Nó này lại. Enter đó. Đây ha. Rồi insert vô nha. Rồi insert được rồi nè, thấy chưa? Rồi mình kiểm tra có không nè. Có rồi đúng không? Năm tới đây đúng không? Rồi bây giờ mình xóa cái người là 012. Xem chuyện gì xảy ra nè. Ok liền, không hề có thông báo lỗi. Thấy chưa? Đó, trigger nó hay như vậy. Nhưng các bạn phải hiểu rằng á là cứ mỗi lần có thay đổi thông tin của bảng là nó sẽ đi vào trigger, cho nên thành ra là các bạn đừng lạm dụng trigger, nó sẽ làm cho cái tốc độ truy vấn dữ liệu của bạn bị chậm đi. Ok không? Rồi, để vậy mà thôi. Đó là trigger, không còn gì nữa hết. À, thì sau này các bạn có thể thử thao tác với bảng inserted. Với cái trường hợp là insert update, mình thao tác với bảng deleted nè. Với trường hợp là delete. Dạ. Yeah. Rồi, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về transaction. À, và kết thúc series SQL. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này
là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất nhập. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình